Chào quý vị và các bạn, chào tất cả mọi người. Trên báo Thanh Niên số ra ngày hôm qua ngày 29 tháng 11 năm 2022 tại Quảng Ngãi xảy ra một vụ việc, đó là tài xế xe khách trộm túi vàng trị giá gần 500 triệu đồng nghe các bạn. Một người gửi túi vàng trị giá gần 500 triệu từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi. Thì trong cái quá trình mà gửi hàng á cho nhà xe thì tài xế nghe nghe lỏm được. Cho nên là nổi lòng tham và lấy trộm túi vàng nghe các bạn. Chiều ngày 29 tháng 11, Công an thành phố Quảng Ngãi cho biết Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ngãi đã điều tra và làm rõ vụ nhân viên lái xe của một công ty xe khách trên địa bàn trộm số vàng trị giá gần 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 26 tháng 11, khi nhà xe nhận hàng từ bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh chuyển về Quảng Ngãi, nghe lõm được hàng vận chuyển là vàng, tài xế Nguyễn Hoàng, 49 tuổi, trú xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, nảy sinh ý định chiếm đoạt. Khi dừng xe cho khách vào quán ăn cơm, đổi tài xế Hoàng lén kiểm tra kiện hàng có vàng, rồi lấy cất giấu vị trí khác trên xe. Khi xe về đến xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ, Hoàng lấy cớ cần ghé vào nhà lấy thêm quần áo rồi mang túi vàng cất giấu. Khi xe đến bến xe Quảng Ngãi, nhà xe cùng chủ hàng kiểm tra, giao nhận hàng thì phát hiện kiện hàng đã biến mất, nên đã trình báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám phá nhanh vụ trộm, thu lại toàn bộ số vàng trị giá gần 500 triệu đồng cho nạn nhân. Còn tại An Giang thì chiều ngày 28 tháng 11, từ nguồn tin báo pháp luật cho biết là Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Cao Nhân, hiệu trưởng trường tiểu học B Mỹ An. Ông Nhân bị kỷ luật do đã vi phạm đạo đức nhà giáo, đó là gửi ảnh khỏa thân của một phụ nữ nghe các bạn. Đó, gửi ảnh khỏa thân của phụ nữ cho chính người trong ảnh. Đó, thầy giáo đó, hiệu trưởng đó nghe các bạn. Về mặt đảng á, là đảng ủy xã Mỹ An cũng đã thi hành kỷ luật ông Nhân với hình thức tương đương. Trước đó, Công an huyện Chợ Mới nhận được đơn của bà PTT tố cáo ông Nhân có hành vi làm nhục bà. Qua xác minh của công an cho thấy, trong thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2021, ông Nhân và bà T có quan hệ tình cảm với nhau và sau đó gọi điện video với nhau. Theo trình bày của bà T, trong lúc gọi video, ông Nhân đã chụp ảnh khỏa thân của bà T lưu về máy để làm kỷ niệm. Sau đó hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Nhân không muốn níu kéo mối quan hệ nên ngày 12 tháng 2 năm 2020, ông Nhân đã gửi 3 hình ảnh khỏa thân của T qua Zalo của bà T, mục đích làm cho T sợ hãi, không điện thoại, nhắn tin làm phiền ông nữa. Ngoài ra ông Nhân cũng không có gửi những ảnh này lên mạng xã hội, gửi cho người khác làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của bà T. Qua xác định của công an thì hành vi của ông Nhân không cấu thành tội phạm làm nhục người khác nên không khởi tố vụ án. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới xác định ông Nhân đã vi phạm quy định tại điểm 4 điều 6 quy định về đạo đức nhà giáo, không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác, không làm ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.
Thì như chúng ta cũng đã biết, bà Nguyễn Phương Hằng, giám đốc công ty cổ phần Đại Nam ở Bình Dương, bà này bị bắt là về cái vi phạm, đó là cái tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận của cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh thì bà Hằng đã thông qua các cái tài khoản như YouTube và TikTok, sau đó là tổ chức các cái buổi livestream tại thành phố Hồ Chí Minh để xâm phạm bí mật đời tư, uy tín danh dự của một số người như ông Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Mỹ Oanh, ca sĩ Vy Oanh và Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni. Và như vậy là hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định gia hạn tạm giam bà Hằng thêm 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nghe các bạn. Cụ thể là bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vào ngày 24 tháng 3 năm 2022 và bị khởi tố tạm giam thêm 3 tháng. Đến giữa tháng 6 năm 2022, bà Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam lần thứ nhất với thời hạn là 2 tháng. Sau đó là vào giữa tháng 8, bà Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam lần thứ hai với thời hạn 20 ngày. Đến giữa tháng 9 năm 2022, bà Phương Hằng tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng. Cũng trong thời gian này, gia đình bà Phương Hằng đã có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị được đặt tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng thay cho biện pháp tạm giam và để cho bị can Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại chữa bệnh. Tuy nhiên đề nghị này không được chấp nhận nghe các bạn. Đó. Còn đối với những cá nhân hỗ trợ tích cực giúp sức cho bà Phương Hằng trong các cái buổi livestream thì như ông Huỳnh Công Tăng, bà Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Kim, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ và sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật nghe các bạn.